Ơi, báo cáo cô bác. Lâu lâu móc cục này ở vườn lên lại thấy yêu quá các bác ạ. Thấy yêu quá. Thấy yêu quá, bởi vì là nó nhất là nó đã đến cái mùa ấm ấm rồi, nó qua cái giai đoạn của diệp của bị sương muối, lá nó bắt đầu phun lên rồi. Rất là xanh mướt. Cái thứ hai là đấy, nhìn rất tròn đầy và đầy sức sống. Một cục Nam Điền rất là tốt. Ta nhìn cảm thấy cũng yêu hơn những cái thời kia xưa nhiều. Thì bây giờ hôm nay làm để xử lý chút để khoe tiếp và bắt đầu đưa nó vào ổn định. Một thời gian nữa mới lại khoe được. Cái điểm này em sẽ xử lý luôn, đang ấm làm luôn được. Nó đang hơi bị lệch. Cái này thì cắt bớt một cái rồi thì bây giờ nó đã to hơn rồi, sắp bằng ngón tay rồi. Đấy, thì khoảng độ nửa năm nữa, khoảng vài tháng, năm tháng nữa thì rất là ok, cái này đã vượt được dậy rồi. Thì trước nó bé bằng cái bé bằng nửa này, thì chán. Bây giờ ổn rồi. Đấy, chân bệ rất ok, đây. Chân bệ rất bệt này, đấy. Một thiếu tí rồi, thiếu tí một tí rồi. Mà không sao, đây rất nhiều, tín hiệu. Đấy, bây giờ để lọc sơ qua các bác xem. Nhìn dáng dấp bệ vệ chỗ này này, khất bờ cái chỗ này làm luôn. Mình sẽ rất là to. Đấy, đây này, Nam Điền nó khỏe quá rồi, cái sẹo này. Ngày xưa cắt đây to, luôn đều, lồi rất là to. Bỏ đi, đấy, đỡ lại cây rồi. Có cái cạp thì cạp bớt cái đầu này. Đâu quá, mẹ nó lại nấu cơm rồi. Mẹ nó lại nấu cơm rồi.
À, mi chưa lên này. Chưa anh ạ. Mi ở cuối tuần sau. Trời tít. Cho trời bà ngoại. Nếu mà về rẻ thì lúc về mang. Cái gì? Cháu đưa hạt của anh chơi. Sao thế? Thế? Bận lắm. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Gì? Đi vào đi đâu, đừng mà mòn cho. Đi ra. Đi ra. Con lòng màu lắm ấy, lòng nhằng nó thối quá. Cầm cả đi gì đi. Cái gì để ở nhà không? Các bạn ra các bạn lấy mất, em xuống chân lại ngứa cái này. Ôi, gãi chỉ máu rồi, làm sao thế này? Ôi. Không được gãi nữa biết chưa? Lau cái tên đi. Lau cái gì nữa, không được gãi nữa. Rồi đi. Vệ vệ như Di Lặc nhìn rất phê. Không được vừa rồi có đánh giá sai về cây này một chút, bây giờ thấy nó mặc dù nó không có biến, chưa được có thời gian biến hình, nhưng mà thấy nó tương lai, thực tế là nó có tương lai, thấy có tương lai.
tương lai tốt đấy, chứ không phải cây nào thì cũng tương lai thôi. Đây là tương lai khá là tốt. Khá là tốt. Kiếm cái chậu đẹp đẹp cho lên tuyệt vời, chậu men tuyệt vời đấy, không tồi đâu, về rất hay đấy. Đây các bác, thì vì sao nói nó cây này nó tương lai đây, nhất là mặt nào cũng chơi được một cốt ba vai rất lùn này. Hoàn thiện chắc chỉ tầm hơn một găng tay một chút đến đây, hoàn thiện đến đây đấy, và cái thân ở đây, mặt này thì được cái dáng rất là vững chãi đây, u cục cái sẹo này thì liền nó đơn giản thôi, có những cái rễ nó bắt sang đây rồi, nó lớn nhanh lắm, đang liền thì vô tư đi. Đấy, chùn rụt sau nó biến cây thì méo mó rất là thích. Đấy, tức là cái mặt một mặt. Còn một mặt này thì mặt này nhìn rất đồ sộ. Mặt này thì lại hơi hướng là chơi chân bệ hơn. Đây, bệ nó nhá, bệ rất ok nhá. Đây, các bạn tưởng tượng cái thân nó này, nó chạy bệt cái rễ ra đây, cái rễ ra đây nhá. Đây nhá, một cái ra đây nhá. Một cái đây. Đây nữa, đây một cái nữa. Đấy. Rất là bệt mịn chứ cũng bệt phẳng trên mặt ấy, chứ không phải dễ cắm xuống. Đấy, mặt này thì được thân mà rất là trực và u cục. Mặt này được cái bệ và thân cũng ok. Đấy, các bạn nhé. Thì cái này sau em xử lý nó xuống một chút nữa. Đấy. Và cho nó to bằng cái này thì sẽ bị xử lý. Cái ngọn này hôm trước nó mới bằng cái đoạn này. Giờ nó đã bằng gần bằng ngón tay rồi. Đấy, rất là nhanh, hôm trước có một cái ở đây thì em cắt đi rồi. Để nuôi, tập trung nuôi cái này thôi. Đấy. Đấy, là một cây rất hay. Mà đáng sưu tầm, vừa cốt làng, vừa lùn này. Vừa trực tại trực khu, nói chung là nhiều một cây đại thụ. Các bác có thể tưởng tượng nó là cây ráng lại được đây. Những cái rễ buông ra đây. Sau lấy những cái rễ này rất là đơn giản. Đấy. Đấy, vừa là một cây đại thụ. Và thứ ba là vừa là một cái trực đại trượng phu, trực đại thụ đúng không? À.
đại diện phu thì cao hơn một chút. À, con này là cực kỳ lùn, kiểu như tượng Di Lặc ấy các bác. Đấy, ok, rất hay. Chân bệ ổn, dáng rất ok. Giờ chỉ thay cái chậu các bác nhìn thấy cái bệ và cái dáng rất khác ngay. Khác ngay các bạn, khác ngay. Không tồi, rất là tốt, làm điển xịn. Cảm ơn các bác nha. Sắp đến cái mùa rực rỡ của em rồi, qua mùa đông rồi, có lạnh thì cũng không ảnh hưởng lắm. Thế mà phát triển thôi các bác nhé.